đường đến vạn đơn, liệu bạn đã biết bí quyết? Bán cái gì? Lên sàn như thế nào? Kinh nghiệm của các chùm thương mại điện tử ra sao? Làm giàu và tự chủ tài chính bằng cách thấu hiểu thị trường cùng cuốn sách Mở khóa thương mại điện tử Việt Nam. Khám phá và đặt ngay tại tủ sách của nhà nhện nhé! Vào tháng 4 năm ngoái, ở tuổi 29, Sam Bankman-Fried xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes với danh hiệu chàng trai 29 tuổi giàu nhất của đất. Tại thời điểm lên sóng của bài báo, Sam sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 22,5 tỷ đô. Trước đấy, có duy nhất một người trẻ giàu nhanh như vậy, đó là Mark Zuckerberg. Nhờ sàn giao dịch crypto lớn thứ 3 thế giới, FTX, quỹ giao dịch crypto Alameda Research và cơn sốt crypto toàn cầu mà Sam đã có thể hô mưa gọi gió trên thị trường tiền mã hóa, huy động được hàng triệu người tham gia canh bạc cũng như hàng tỷ đô tiền đầu tư từ khắp mọi ngả. Thế nhưng, hình tượng chàng hiệp sĩ trắng của crypto đã sụp đổ vào đầu tháng 11 vừa rồi khi tổng giá trị tài sản của anh lao dốc hơn 90% trong một ngày, còn FTX thì chính thức nộp đơn phá sản. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Sam và FTX? Điều gì đã biến anh từ một tượng đài thành tội đồ trong TikTok? Liệu cú ngã ngựa này có được sắp đặt bởi một đối thủ của Sam? Và trên hết, vì sao đến giờ Sam vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo trạng hay hình phạt nghiêm trọng nào? Hãy cùng Spider Room hít hà chiếc drama bự chà bá này qua bài viết của bạn Trường Sơn nhé! Tuy hiện tại, Sam thường được cộng đồng gọi với những từ ngữ không mấy dễ nghe. Nhưng nếu quay về hơn một tháng trước, Sam chắc chắn là thần tượng của không ít người trong thị trường tiền điện tử và có thể được mô tả là một tỷ phú trẻ đi lên từ crypto và là người trẻ nhất trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới, là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Hành trình đến với crypto của chàng trai tốt nghiệp MIT này bắt đầu vào năm 2017, mùa tăng trưởng ấn tượng đầu tiên của Bitcoin và những người bạn. Với kinh nghiệm có được ở vai trò tư vấn chiến lược mua bán sản phẩm tài chính chênh lệch giá tại Jane Street Capital, năm 2017, Bitcoin tăng phi mã, làm thị trường tiền điện tử toàn cầu trở nên sống động. Lúc này, giữa các sàn giao dịch Bitcoin đã xảy ra sự chênh lệch giá. Nhận thấy giá của Bitcoin ở các sàn của Nhật Bản có giá cao hơn ở Mỹ khoảng 10%, Sam đã nhanh trí buôn lậu một ít Bitcoin sang Nhật để giao dịch ở thị trường này. Có lẽ đây là lúc Sam bắt đầu nhận ra tiềm năng từ thị trường tiền điện tử trong những năm tới đây. Nếu có gì đáng chú ý ở phần này, hãy ghi nhớ hành động buôn lậu của Sam. Vì điều này chứng tỏ rằng Sam có tư duy của một trader chứ không phải là của một nhà đầu tư. Điều này sẽ giải thích cho sự kiện về anh xảy đến gần đây. Vào tháng 11 năm 2017, quỹ giao dịch Alameda Research chính thức được thành lập. Sam vẫn giữ nguyên tư duy của một trader và mang nó vào Alameda. Có những tin đồn cho rằng Alameda đã kiếm được khoảng 1 triệu đô mỗi ngày vào thời điểm này thông qua việc trading hay mua bán ngắn hạn. Với những người chơi hệ crypto, nếu các bạn để ý về các dự án có sự góp mặt của Alameda Research, sẽ không khó để bạn nhận thấy sở thích trading luôn hiện rõ trong biểu đồ giá của các dự án này. Alameda sẽ thường dìm giá token xuống thật sâu và lâu, làm cho những người mới gia nhập thị trường và những người có tâm lý yếu cảm thấy chán nản mà bán đi. Sau đó, Alameda mới bắt đầu quá trình bơm thổi, làm giá của token này bay mút chỉ. Alameda hay Sam chính là người đứng sau sự thành công của hệ sinh thái Solana trong giai đoạn tăng giá trước. Sam đã không ngần ngại đứng ra để quảng bá token Sol vào đầu năm 2021. Vào cuối năm, Sam và Alameda đã lái con tàu Sol này chạm mốc 260 đô, tức là nhân 260 lần từ đáy 1 đô và nhân 87 lần từ thời điểm Sam lên tweet. Sàn giao dịch FTX được Sam lập ra 2 năm sau đó, vào tháng 5 năm 2017. Khi ra mắt, FTX được gán nhãn là sàn xây dựng bởi trader, dành cho trader. Lúc đầu, Sam định hướng FTX sẽ chuyên dành cho việc giao dịch các hợp đồng tương lai. Nhưng theo thời gian, FTX đã trở thành một sàn crypto mang đầy đủ tính năng và nhiều loại thị trường. Thời điểm này, FTX tiềm năng tới mức thu hút được đầu tư từ sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới là Binance. Vấn đề lớn nhất mà FTX gặp phải ở thời gian đầu là thanh khoản. Một sàn giao dịch phải có được thanh khoản đủ lớn thì mới thu hút được người dùng. Thanh khoản chính là yếu tố quan trọng để quyết định chất lượng của sàn giao dịch. May mắn thay, Sam đã có Alameda là câu trả lời. Sam sử dụng vốn của Alameda để làm thanh khoản cho sàn FTX vào những ngày đầu tiên. Từ đó, giúp FTX có đà tăng trưởng, trở thành sàn giao dịch crypto top đầu trên thế giới chỉ sau một vài năm hoạt động.
Nếu xét trên giấy tờ, Alameda là người cung cấp thanh khoản cho FTX, nhưng ẩn sâu trong đó là một mưu hèn kế bẩn khác của Sam. Vào ngày 6 tháng 11 mới đây, CZ, giám đốc của Binance, đã đăng tweet thông báo rằng Binance sẽ bán hết số token FTT mà họ đang nắm giữ ra thị trường. Đây là lượng token Binance có được từ khoản đầu tư sớm vào sàn FTX. Về cơ bản, Binance đã quyết định thoái vốn khỏi FTX. Dòng tweet này được xem là phát súng khai màn cho cuộc chiến giữa Sam và CZ. CZ nói rằng hành động bán ra token FTT của mình là cách để Binance quản lý rủi ro sau khi rút kinh nghiệm từ vụ việc Luna Terra hồi đầu năm. Nhưng điều đáng nói ở đây là CZ đã có thể chọn hướng OTC, có thể hiểu nôm na là giao dịch qua tay, không qua thị trường. Đây là kiểu giao dịch thường được các quỹ, dự án dùng để thoái vốn đầu tư nhằm không ảnh hưởng đến giá trên thị trường. Thế nhưng CZ đã chọn cách khác, dễ hơn và nhiều đau thương hơn, đó là bán thẳng token FTT ra ngoài thị trường. Đến đây thì thực chất mọi chuyện vốn không đơn giản đến thế. Drama của Sam hóa ra đã bắt nguồn từ vài năm trước. Vào tháng 11 năm 2018 cho đến tháng 1 năm 2019, Alameda đã gọi vốn từ các nhà đầu tư với cam kết trong mơ rằng lợi nhuận cao và không có rủi ro. Không có bất kỳ tài liệu nào cho biết Alameda đã được bao nhiêu nhà đầu tư tin tưởng hay số vốn mà nó kêu gọi được là bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu nhìn lại tweet của Zusu khi anh nghi vấn về độ uy tín của Alameda, không ít người lại bày tỏ sự ủng hộ quỹ này vào thời điểm đó. Zusu khá thú vị khi là đồng sáng lập và giám đốc quỹ đầu tư 3 Arrow, nhân vật quan trọng trong một vụ bê bối khác của thị trường crypto thời gian gần đây. Vào tháng 7, tháng 8 năm 2019, FTX thành lập và kêu gọi được 8 triệu đô ở vòng seed, cột mốc thứ 2 trên chặng đường gọi vốn của một công ty. Bây giờ, nhiều người đã bắt đầu đặt nghi vấn lên Sam. Cụ thể, anh sẽ san sẻ sự quan tâm của mình cho hai đứa con như thế nào, nhất là với xuất thân trader. Cũng trong khoảng thời gian này, một vài người tung ra thuyết âm mưu về mục đích thật sự của sàn FTX. Khi mà việc kêu gọi vốn trực tiếp của Alameda đang dần khó khăn, thì với vỏ bọc là một sàn giao dịch, FTX có thể đóng vai là nơi an toàn để người dùng nắm giữ tài sản. Nên nhớ, Alameda lúc này vẫn đóng vai trò là người cung cấp thanh khoản chính cho FTX, tức là Alameda luôn ở rất gần với nguồn tiền của FTX. Liệu Alameda có sẵn tay rút một ít tiền của người dùng để đem đi trade kiếm lợi nhuận? Đến giữa tháng 9 cùng năm, CZ thông báo rằng nền tảng hợp đồng tương lai của Binance đã bị tấn công với mục đích thanh lý các hợp đồng của người dùng. Sau khi điều tra, kẻ tấn công được xác định là đến từ một sàn giao dịch hợp đồng tương lai nhỏ khác. Tuy không nêu đích danh, nhưng tất cả đều biết rằng đó là Sam. Cần biết rằng, vị thế của Binance lúc này vẫn chưa lớn như thời điểm hiện tại. Có lẽ, Sam đã sớm nhận ra Binance sẽ là đối thủ lớn cho mảng hợp đồng tương lai của mình trong thời gian tới. Bởi vậy, Sam mới quyết định tiêu diệt kẻ địch của mình từ thời điểm này bằng cách phá chart. Thông thường, các sàn giao dịch crypto bắt buộc phải có biểu đồ giao dịch spot, mua bán thông thường giống nhau. Nhưng chart của việc giao dịch các hợp đồng tương lai giữa các sàn lại có thể rất khác nhau. Nếu Binance Future xảy ra một cú xả hàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều hợp đồng của user bị thanh lý. Và tất nhiên là CZ sẽ phải hứng mũi chịu giáo. Rất có thể, đây là mục đích chính của Sam. Để sau cùng, người dùng sẽ rời bỏ Binance và đến với FTX. Nhưng mỗi FTX là chưa đủ đối với Sam và Alameda Research. Sam bắt đầu sử dụng đến một thứ ma rào hơn, đó là đòn bẩy. Vào giữa cái mà người ta gọi là DeFi Summer vào năm 2020, Sam và những người bạn đã tạo ra dự án Serum, một sàn giao dịch phi tập trung phát triển trên blockchain Solana. Trên giấy tờ, FTX và Alameda là partner của sàn giao dịch này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng chính người của Sam đã đứng sau và phát triển nó. Song, sự hiện diện của Serum chỉ là phụ. Cái Sam muốn nhắm đến là token của Serum, SRM. Sam cố gắng đưa token SRM lên sàn sớm nhất có thể, nhưng với một lượng cung lưu hoành nhỏ. Giả sử, Serum có tổng cộng 10.000 token SRM, nhưng 99% đã bị khóa và chỉ có 1% SRM được mua đi bán lại trên thị trường. Đến đây, câu hỏi mà những người bình thường như chúng ta cần phải đặt ra là Sam làm vậy để làm gì? Với một lượng cung lưu hoành nhỏ, giá của token sẽ dễ bị thao túng hơn. Quay trở lại ví dụ về token SRM nói trên, nếu giá của SRM ban đầu là 1 đô, thì tổng vốn hóa, tính cả phần bị khóa, của Serum đang có giá trị khoảng 10.000 đô. Nếu Sam và Alameda chịu bỏ ra vài trăm nghìn USD, đẩy giá của SRM lên mức 100 đô, vậy chả phải Serum đã có giá trị lên tới cả triệu đô rồi hay sao? Không chỉ Serum, mà Alameda hay Sam còn áp dụng thủ thuật này với nhiều dự án khác trên Solana. Từ đó, Alameda Research đã có một bảng cân đối kế toán tuyệt đẹp, có thể dùng để đi vay thêm tiền. Đây quả là một chiến lược thiên tài, nhất là đối với những chuyên gia đa cấp, phải không các bạn?
Nhưng vốn các loại tài sản trên mà Alameda mang đi cầm cố chả khác nào những quả bong bóng được thổi phồng. Cộng thêm việc sử dụng đòn bẩy quá đà và thế chấp quá lớn, nên khi thị trường đi xuống, Alameda đã phải trộm tiền từ người dùng FTX để cứu lấy mình khỏi tình huống bị thanh lý tài sản thế chấp. Về cơ bản là họ đã lấy tiền chỗ này và đập vào chỗ nọ, và đây cũng là lúc cái kim trong bọc bắt đầu lòi ra. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có báo cáo chính xác về số tiền thiệt hại mà FTX đã gây ra. Nhưng ta có một vài con số như FTX đang gánh khoản nợ ít nhất là 3 tỷ đô theo thông tin từ đơn đề nghị phá sản của công ty. Trong đó, có ít nhất 1 tỷ đô là khoản tiền của người dùng để trên sàn. Ngoài ra, tài sản ròng của Sam cũng đã giảm về không ngay khi FTX nộp đơn phá sản theo chương 11 trong luật phá sản của Mỹ. Trong thời điểm này, FTX vẫn đang được phép hoạt động để xử lý nốt đống hỗn độn mà mình tạo ra. Cư dân mạng thường so sánh FTX với bê bối của gã khổng lồ ngành năng lượng Enron những năm 2000 mà YouTuber Duy Thành Nguyễn đã làm video. Điểm chung của cả hai chính là sự gian dối trong các bản báo cáo tài chính của họ. Mới đây, cả hai đã có thêm một điểm chung nữa khi vị CEO mới của FTX là John Gray III, người đã từng xử lý hậu quả của Enron, được bổ nhiệm để dọn dẹp những gì sót lại từ Sam. Sau khi kiểm tra, John đã phát biểu rằng, xuyên suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ phải chứng kiến sự thất bại toàn tập trong lối vận hành và sự thiếu vắng hoàn toàn của những thông tin tài chính đáng tin cậy như ở đây. Vậy thì Sam đã che giấu bê bối này như thế nào? Khi thấy Sam, Alameda hay FTX nổi lên như một thế lực chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không ít người đã nghi ngờ về độ minh bạch của Sam. Song đó chỉ là số ít. Sam rất biết cách để truyền thông, để quảng bá, gia tăng mức độ tin tưởng của người dùng đối với FTX hay Alameda qua nhiều nước đi khôn khéo khác nhau. Đầu tiên, FTX đã đổi tên sân vận động của đội bóng rổ Miami Heat thành FTX Arena. Tiếp đến, Sam trở thành nhà hỗ trợ lớn thứ hai cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden vài năm trước. Thậm chí, anh chàng này còn ngỏ ý muốn tham gia thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk. Thế nhưng, núi cao thì còn có núi cao hơn. Elon Musk đã nghi ngờ ví tiền của Sam. Đầu năm nay, FTX tiếp tục vòng gọi vốn Series C với số tiền 400 triệu đô để nâng giá trị công ty chạm ngưỡng 32 tỷ đô. Để chắc cú hơn, Sam còn liên tục lên tiếng ủng hộ bộ khung pháp lý cho crypto. Nếu các bạn đang tự hỏi vì sao và làm thế nào mà Sam có thể mạnh miệng về các vấn đề liên quan đến chính trị, pháp lý như vậy, thì mình có câu trả lời đây. Gia thế của Sam không phải dạng vừa. Gia đình của anh có những mối quan hệ gần kề với giới chính trị, quan chức của đất nước cờ hoa. Mẹ của Sam là bà Barbara Fried, giáo sư tại trường đại học Stanford và là một thành viên đấu tranh tích cực trong quá trình tranh cử của Đảng Dân Chủ. Bố của Sam là ông Joseph Bankman, cũng là giáo sư tại Stanford và làm việc tại IRS, một chuyên ban về thuế vụ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Thân thế của Caroline, CEO của Alameda cũng không kém gì Sam. Bố của Caroline là ông Glenn Ellison, trưởng khoa kinh tế của Đại học MIT. Và tình cờ thay, chủ tịch của SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cũng là giáo viên khoa kinh tế tại MIT. Ngoài ra, FTX và Goldman Sachs cũng có những sự liên quan nhất định khi cả hai đã hỗ trợ nhau trong việc xây dựng lên một bộ khung pháp lý cho thị trường crypto. Có lẽ, chính nhờ vào lớp bùa hộ mệnh này mà Sam mới có thể đứng vững đến thời điểm hiện tại, cho đến khi bị CZ vạch trần. Trụ sở chính của FTX là ở thành phố Nassau, Bahamas, một quốc đảo tại vùng biển Caribe. Đây cũng là nơi mà Sam và những người bạn đang cư ngụ. Dẫu có vài thông tin nói rằng Sam đang bị dẫn độ về Mỹ để xét xử nhưng vẫn chưa được xác thực. Hiện tại, có Chúa mới biết Sam đang ở đâu, mặc dù anh vẫn hay ngoi lên để tweet và rồi ăn chửi SML. Có một giả thuyết cho rằng Sam sẽ không phải ngồi tù vì anh đã mở rút tiền cho chi nhánh FTX ở Mỹ. Nhìn sang một tội đồ khác là Do Kwon, chủ mưu vụ Luna hồi đầu năm. Dù bị Interpol đăng tin truy nã quốc tế, nhưng Do Kwon vẫn lên Twitter livestream nói cười. Có khi nào Sam sẽ là một trường hợp thứ hai? Theo mình, thì đế chế của Sam với FTX hay Alameda đã chính thức lụi tàn. Tất cả những gì mà Sam để lại là một khoản nợ khổng lồ mà các đồng nghiệp đang phải tìm cách gỡ bỏ. Tuy nhiên, để mà nói xem liệu Sam còn dính líu đến thị trường crypto hay không thì chúng ta khó mà biết được. Crypto vốn không yêu cầu sự công khai nhân sự dự án. Thế nên trong tương lai, Sam vẫn hoàn toàn có thể âm thầm đứng sau một dự án khác. Hãy nhìn vào Arbitrum mà xem, đây là một dự án được xây dựng trên Ethereum. Dù đứng trong top 5 về tổng tài sản được khóa trên blockchain, nhưng hầu hết dự án trên RB đều được ẩn danh. Ngoài ra, cộng đồng khi phải đối diện với một luồng tin tức quá nhiều như trong crypto thường lại rất mau quên những gì đã xảy ra. Vậy nếu như trong tương lai, ta bắt gặp một quỹ đầu tư mạo hiểm mới nổi, nhiều tiền, làm marketing rầm rộ, lại có quan hệ chặt chẽ với một sàn giao dịch, bạn có thể hình dung rằng ai là người đứng sau nó rồi đấy.